Vâng, xin chào bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe dòng Gian Touring có giảm sóc, dòng cao cấp của hãng Gian, Gian Ram Beat 2. Đây là một mẫu Gian trên thị trường quốc tế nhé, Gian thương hiệu Ram xuất Mỹ. Vâng, đây là một mẫu Touran của Gian có giảm sóc của dòng Touring cao cấp mới về bên em. Và bây giờ em xin giới thiệu tổng thể chiếc xe. Vâng, ở những cái video lần trước thì em có giới thiệu qua các bác những cái dòng Gian Touring có giảm sóc rồi, những cái dòng Gian Ram Deep. Vâng, thì lần này Lu mới về em về một chiếc dòng Gian Ram có giảm sóc, dòng Gian cao cấp thương hiệu xuất trên thị trường ở Mỹ. Vâng, các bác ở trên trang mạng tham khảo thêm về dòng Gian Ram, cũng là một dòng khá là cao cấp của Gian các nhá. Gian Ram Deep 2 đây, Gian 2 đúng không? Xe có màu ghi nhũ, làm từ hợp kim nhôm alloy X, vẫn là hợp kim nhôm siêu nhẹ đặc quyền của dòng Gian. Và model này là model Gian Ram Deep 2 phiên bản 2 không nhé, hợp kim nhôm màu nhũ đây không? Trên khung xe có một vài vết xước nhỏ nhưng mà xe cũ có sử dụng thì không thể thấy khỏi được, nhưng tổng thể xe vẫn nhìn rất là đẹp các bác. Có nhìn rõ đấy, em quay cho bác xem đấy. Tổng thể xe dòng còn rất là đẹp. Đây cũng là một mẫu Gian cao cấp ở bên thị trường ở châu Âu, Gian Ram Deep 2 màu sơn nhũ bạc. Và những video lần trước thì em có về cái dòng Gian Ram này rồi, thì cái form model lần trước đây em về thì nó là dòng Ram phiên bản thường, thì nó là một cấu hình phanh V. Lần này thì phiên bản cao cấp hơn, đó là sẽ được sử dụng phanh dầu thủy lực. Đây có nhìn phanh đĩa đây, phanh dầu. Đây là một mẫu xe xuất trong thị trường Mỹ nhé, Gian Ram, dòng Gian Ram Deep 2. Các bác ở trên mạng để tham khảo thêm về cái dòng Gian này, dòng Touring có giảm sóc cao cấp của Gian. Tổng thể xe còn rất là đẹp các bác nhé, cổ quốc và ghi đông chính hãng của Gian. Thì trước đây thì những cái dòng Gian Ram em mới về đây thì nó được dùng phanh bộ phanh dầu thủy lực. Thì trước đây của em về là bộ phanh 3 phanh V. Tay lắm cao su của chính hãng Gian, cần rất là chắc tay mềm. Xe được sử dụng với cấu hình Shimano Acera, ghi đông cổ phốt chính hãng Gian. Đây là mẫu xe cao cấp của dòng Gian có giảm sóc. Tất cả dòng Gian mà có giảm sóc, Gian Ram, các bác có thể nhìn lên chữ Ram đây, là đều là thiết trên đường châu Âu hết, có chữ Ram này, Gian Ram phiên bản Beat 2. Đây giảm sóc rồi, các bạn rõ sóc dầu chính hãng của Gian, sóc dầu chính hãng của Gian. Xe được trang bị nguyên bản với cặp vành chính hãng của Gian. Đây các bạn có thể nhìn rõ ấy, vành cặp nguyên bản chính hãng của Gian. Còn đây là cái tem dán qua cho con sử dụng thì nó hơi phai màu. Tem này là tem bảo hành chính hãng của Gian, này các bác nhìn rõ. Nguyên bản về xe là vành nguyên bản theo xe, vành Gian. Đây là một mẫu Touring có giảm sóc cao cấp của Gian. Kích thước lốp là 700x40C. Đấy, kích thước lốp rất to, bản lớn không nhá, vẫn là lốp dòng của chuyên Gian, giống model của XCR 3005 đây, cặp lốp. Tổng thể xe còn rất đẹp, tuy có một vài vết xước nhỏ nhưng trên khung hình xe có nhìn thì không thể nhìn thấy được những vết lông, những vết xước lông mèo, vết xước nhỏ trên khung xe có không thể tránh khỏi rồi. Nhưng mà cho bác nhìn rõ cái khung hình xe quay đây, rất là đẹp.
Hoặc yên của chính hãng gian. Yên của chính hãng gian lắm nhá. Đây là một mẫu xe rất là nổi, thị trường rất là hot bên thị trường Mỹ, xuất trong thị trường Mỹ, dòng dòng Touring Gian Ram có dòng sóc. Các bác có thể lên trên mạng để tham khảo alo, thêm về cái mẫu model này. Alo. Xe được sử dụng alo. Với củ đề Acera và xe có size M. Khi các bác cũng cao từ 1m65 trở lên. Size M các bác nhé. Kích thước lốp, lốp này vành này to hơn so với những cái lốp thông thường là 700x23 mà tức là 700x40c các nhá. Bánh rất là to, đạp rất là bon xe. Chiều cao các bác khoảng trên 1m65 thì PD hợp được cái mẫu xe này. Xe được trang bị với 9 tầng lip. Bác nhìn đấy, lip và xích còn rất là mới đây, em quay bác nhìn đây. Đây là bên tầng lip của nó đây. Còn rất là mới, xe bên ngoài thì trường nước ngoài sử dụng cũng còn rất là tốt quá nhé. Và 3 tầng đĩa trong bộ truyền động của xe 24 tốc độ, 27 tốc độ. Đùi đĩa của chính hãng Shimano bác nhé. Gạt đĩa Shimano Acera. Và xe được trang bị nguyên một group Shimano Acera. Xe có màu ghi nhũ rất là sáng, rất là khỏe xe, đây bác nhìn rõ đấy, rất là sáng xe. Dòng là Ram Ram, đây bác nhìn rõ, Ram Gian Ram Dít 2, các bác thể lên trên mạng tham khảo thêm. Đây là một mẫu xe Gian có touring, có giảm sóc, cao cấp, xuất trên thị trường châu Âu. Và bây giờ em xin đánh giá hoạt động chi tiết của xe. Vâng, bây giờ chi tiết hoạt động của xe. Vâng, xe được trang bị với 9 tầng lip, còn rất là mới không nhé, chính hãng theo nguyên bản trong xe, lên lip này. Vâng, chuyển động rất là mượt mà và trơn tru. Và xe về nguyên bản với cặp vành chính hãng của Gian. Xuống lip này. Cái dòng Gian Ram Dít 2 này là trên thị trường bên em là về rất nhiều con rồi, những con này về rất là còn rất là đẹp các bác nhá. Xe được trang bị với bộ phanh đĩa. Và bên đĩa đây các bác nhìn. Xuống đĩa. Lên đĩa. Chuyển động cũng rất là hoàn hảo. Và hầu như không một lỗi chi tiết nhỏ đâu cả. Vâng. Và bây giờ đi tổng thể lại khung hình cho bác xem. Cái màu sơn nhũ này rất là sáng, có thể nhìn rõ ấy. Rất là khỏe xe. Đây là một dòng touring cao cấp có giảm sóc của dòng Gian, Gian Ram Dít 2. Bác có thể lên trên mạng để tham khảo thêm về cái mẫu Gian Ram bên quay đây. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể trong chiếc xe Touring cao cấp có giảm sóc Gian Ram Dít 2. Đây cũng là một mẫu xe mới về bên em. Thì trước đây bên em có về một chiếc Gian Ram Dít 2 rồi thì cấu hình phanh V, lần này thì phiên bản cao cấp hơn, mang lương cấp thêm là bộ phanh đĩa bác nhá. Và giảm sóc dầu thủy lực. Giá rất tốt bên em là 7.9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943 hoặc kênh YouTube tìm kênh sản phẩm nhấn đăng ký vào các kênh. Và bên em chỉ nhận nhắn tin qua Zalo, không nhận cuộc gọi vì bên em là nhân lực hạn chế, thời gian còn rất là ít nên các bác thông cảm. Và hẹn bác vào chương ngày mai.